Ngày 9 tháng 8, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đã có báo cáo tiến độ về kết quả điều tra vụ phá rừng khai thác gỗ trái phép ở khu vực rừng phòng hộ tại khoảnh 6, tiểu khu 316, giáp ranh huyện Vân Canh và xã huyện Tây Sơn, Bình Định. Theo ông Hải, vụ việc đã trải qua 4 tháng điều tra và gia hạn điều tra, nhưng vẫn chưa tìm được đối tượng trực tiếp khai thác gỗ rừng trái phép. Hiện Hạt Kiểm Lâm huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản và chuyển hồ sơ qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Ông Hải lý giải thêm, do vụ việc có tính chất phức tạp bởi địa bàn ở vùng giáp ranh nên rất khó để truy tìm đối tượng phá rừng. Trước đó, báo Sài Gòn Giải Phóng liên tục có phản ánh về hàng loạt cây rừng giữ chức năng phòng hộ bị xẻ thịt tại khu vực rừng phòng hộ giáp ranh huyện Vân Canh và huyện Tây Sơn. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định đã lập đoàn kiểm tra phát hiện 15 cây rừng chức năng phòng hộ bị tàn phá với khối lượng 11,4 mét khối gỗ, gồm các chủng loại, cho chỉ, ké, trăm, bời lời, trường vải, gọi tẻ, thị rừng, xương cá, ươi, sổ thuộc nhóm 3, nhóm 7.